Thái Bảo xin chào quý vị và bạn nhé. Hôm nay lại tiếp tục về MK 2700 đời 2006, xe mộc toàn xe luôn, dàn lốp thì miễn ca chê, thùng bệ cũng như là chiếc bạt thì còn khá đẹp. Và đây là phần nội thất của chiếc xe, nhìn uy tín luôn các bạn ạ, mộc toàn tập. Chủ xe trước thì đi rất là giữ gìn, mang biển số Berlin các bạn nhé, 99C. Đây là phần nội thất này các bạn nhìn nào, uy tín chưa. Và chúng ta cùng đi đến cái dàn lốp này, anh em nhìn em review nhanh dàn lốp cho các bạn xem. Tiếp theo là chiếc bạt thì chủ xe cũng đi khá là giữ gìn, 99C15366, không có 407 các bạn nhé, toàn số đẹp thôi. Đây là bưởng ngậu, bưởng thành thùng ngậu, em mở phần thùng ra đã lót sàn bằng hợp kim kẽm. Đây là phía bên tài của chiếc xe, anh em nhìn cân đối không. Chiếc xe này thì chúng tôi đang chào giá loanh quanh trên dưới 1 đồng chút, anh em đúng việc alo luôn nhá, 0978 5653 con át. Xem xe tại bệnh viện đối diện bệnh viện đa khoa mới Lạng Sơn, ô tô Thái Bảo, chuyên xe cũ. Còn bây giờ Mỹ Thái xin chào quý vị và bạn, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những chiếc xe mới nhất về với ô tô Thái Bảo, đặc biệt hoa hồng cao cho anh em giới thiệu. Ở công ty bên em thì nhận là mua xe cũ và đổi xe mới, và mua xe cũ đổi xe cũ luôn. Anh em nào mà đúng chân trái chân thì có thể gọi ngay cho Mỹ Thái qua hotline trên. Còn bây giờ Mỹ Thái xin chào quý vị và các bạn.